Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em mới về lô bơm Hòa Tiến năng lượng mặt trời không chổi than 48V 750W loại trục xoắn. Đây là cái dòng bơm Hòa Tiến mà để chuyên sử dụng hút những cái giếng khoan rất là sâu ở khu vực đồi núi. Đấy, độ đẩy cao của dòng này tối đa có thể lên đến 100m các bác nhé. Đây là cái thông số kỹ thuật em quay dò các bác xem này. Về cái điện áp hoạt động của dòng bơm này thì là điện áp hiệu dụng là 48V, nhưng mà từ 40V đến 72V là nó hoạt động ok. Đấy, lưu lượng của nó là 2 mét khối trên giờ, cột áp tối đa 100m, động cơ không chổi than, trục xoắn. Cái công suất của bơm nó sẽ phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta đẩy nước đi cao đi xa. Vì đây là dòng trục xoắn cho nên công suất của nó sẽ phụ thuộc vào cái áp lực nước đầu ra, tức là cái độ đẩy của chúng ta nó không như là loại đa tầng. Đối với loại đa tầng thì hiện nay bên em có dòng 48 đến 72V 1900W. Loại đấy thì nước rất là nhiều, đến 8 8 khối một giờ và đẩy cao 60 m. Nhưng dòng đấy thì nó không đẩy được giếng sâu như dòng này đẩy được giếng sâu hơn. Cũng như là cái độ nén của nó cao hơn. Các bác có thể sử dụng dòng bơm này cho khoảng 2 tấm pin năng lượng mặt trời. 2 tấm pin hệ 24 đến 36V nối tiếp với nhau là chạy ok. Ví dụ như hai bề tấm khoảng 400W đến 450W mà điện áp đầu ra của nó là khoảng là 24 đến 36V thì ghép nối tiếp với nhau là chạy con bơm này rất là ok luôn. Hoặc các bác có thể sử dụng với lại ắc quy hoặc là xe điện. Dòng bơm này thì nó rất là bền, chuyên sử dụng để hút giếng khoan, đường kính bơm của nó là khoảng 8 cm, phù hợp với lại các loại giếng là có đường kính ống là 90 trở lên. Bơm này thì bên em đã test rồi và khách bên em dùng rất là nhiều. Độ bền của nó rất là cao, rất là ổn định. Lưu lượng 1 giờ 2 khối là cũng ok rồi. Nó phù hợp với việc chúng ta bơm nước sinh hoạt, bơm đẩy cao khu vực vùng núi. Đấy nha, các bác thấy hàng của nó rất là nặng, rất chắc chắn luôn, là đóng trong hộp gỗ. Có in lô tên và máy bơm ký hiệu này, SB200 100 gạch ngang 0,75 48V. Chúng ta dịch ra là 48V 750W, tức là 0,75 kW, độ đẩy cao 100m. Rồi, video này em xin kết thúc tại đây. Các video test thì em đã có video test. Các bạn muốn xem video test thì vui lòng liên hệ qua Zalo 038 68 98 366, website máy bơm mini 68.com để mua và đăng ký sản phẩm bên em. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.